thương cho người buôn bán kinh doanh, vì dịch nên đóng hết cửa hàng. Thương những người làm công vất vả, không biết làm biết phải làm sao. Cách ly rồi biết sống sao đây, thùng mì tôm trông đói qua ngày. Mong mọi người chung tay góp sức để đẩy lùi chống dịch Covid. Hãy đoàn kết lên, một niềm tin ta sẽ thắng dịch để trở lại cuộc sống em mơ. Chúc mọi người sức khỏe bình an.